nóng. Đã có người đầu tiên gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, chồng Việt Hương chính thức lên tiếng. Mới đây, sau khi tuyên bố sẽ dừng những buổi phát trực tiếp công kích giới nghệ sĩ, bà Nguyễn Phương Hằng đã gây bất ngờ khi khóa toàn bộ các kênh YouTube lại. Sự kiện này khiến rất nhiều cư dân mạng ngạc nhiên, vì chỉ mới một ngày trước đó, bà chủ Đại Nam vẫn lớn tiếng một cách khá gay gắt, cho rằng vợ chồng Việt Hương có khuất tất trong việc làm từ thiện, thậm chí bà còn cho rằng hai vợ chồng nữ nghệ sĩ thuộc tổ chức phản động. Việc bà Hằng đột ngột rút lui này tưởng chừng như là một dấu chấm hết cho tất cả mọi lùm xùm. Tuy nhiên, mới đây, đã có một người đầu tiên công khai gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng cho công an. Cụ thể, nhà báo Hằng Ni hiện đang làm việc tại báo Sài Gòn Giải Phóng, đã tuyên bố sẽ làm ra ngô ra khoai và gửi đơn trình báo tố cáo bà chủ Đại Nam. Nhà báo Hằng Ni nói rằng, quyết không thỏa hiệp và sẽ làm tới cùng chuyện này. Cho dù bà Phương Hằng có khóa tất cả các kênh YouTube đi chăng nữa, thì nhà báo Hằng Ni cũng đã có đầy đủ bằng chứng trong tay và nói rõ ràng đã gửi đơn đi rồi. Theo nhà báo Hằng Ni, nội dung tố cáo không chỉ về những vấn đề mà bà Phương Hằng vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác, mà còn liên quan đến những vấn đề pháp lý ở những quỹ từ thiện và công việc kinh doanh của vợ chồng bà chủ Đại Nam. Chúng ta hãy cùng chờ đón những diễn biến mới nhất của sự việc này. Cũng trong ngày hôm nay, ông xã Việt Hương đã có những chia sẻ trên trang cá nhân khi nữ nghệ sĩ vướng phải những bình luận tiêu cực liên quan đến hoạt động thiện nguyện. Hoài Phương, ông xã Việt Hương đã có những chia sẻ thẳng thắn về công việc thiện nguyện của mình. Cụ thể, nam nhạc sĩ cho hay, trong khi ngoài kia có nhiều kẻ thị phi ngồi cào bàn phím, bị đặt, dựng chuyện thì chúng tôi vẫn đang miệt mài lao động. Kệ, việc mình làm mình cứ làm, hành động không cần lời nói. Kết quả là những người cần mình giúp đỡ nhận được sự giúp đỡ. Đó chính là cái đích mà chúng tôi muốn. Hoài Phương cho biết, thay vì dò xét, dựng chuyện, soi mói đời tư người khác, thì anh và vợ chọn công việc thiện nguyện để giúp đỡ mọi người. Anh nói, chúng tôi chà lết, khiêng vác, đếm hàng, đóng gói, chia quà, rà soát, ghi chép, gọi điện và giải quyết mỗi trường hợp trong danh sách phát quà để đảm bảo mọi người đều nhận được quà. Thông tin Việt Hương dùng nguồn tiền từ nước ngoài để làm từ thiện nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi hoang mang vì điều này trái ngược với những chia sẻ trước đó của nữ nghệ sĩ. Trước ồn ào này, Marito, bà chủ trung tâm Thúy Nga cho biết đã ngỏ ý gửi cho bếp Việt Hương khoản tiền để giúp một số người dân thành phố Hồ Chí Minh khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên không nhận tiền giúp đỡ. Thay vào đó, cô chỉ xin máy thở cho bệnh viện để cứu người. Mới đây nhất, trong livestream cập nhật các hoạt động thiện nguyện của mình, Việt Hương cũng có những chia sẻ đầy ẩn ý về ồn ào này. Cô nói, em tự bỏ tiền làm từ thiện chứ không kêu gọi quyên góp của ai. Còn tất cả những thông tin gì đó em không biết và em cũng không quan tâm ai trên cuộc đời này. Em chỉ quan tâm việc mang đồ ăn đến cho mọi người trong lúc cấp bách. Đến ngày 15 tháng 9, tụi em phải ngưng lại để nhìn ngó chứ không thể cắm đầu làm hoài. Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã livestream quay lại quá trình phát quà ngày cuối cùng của cô trước khi khép lại mọi hoạt động từ thiện suốt hơn 2 tháng qua. Trong livestream, Việt Hương gửi lời chào và tâm sự với khán giả. Tôi xin phép chào mọi người đã theo dõi tôi trong hành trình hơn 2 tháng qua để từ thiện giúp đỡ bà con nghèo mùa dịch. Tôi xin được khép lại hoạt động từ thiện suốt hơn 2 tháng qua. Về phần 5.000 bánh trung thu, tôi xin gửi tới các bệnh viện tuyến đầu cho các cháu nhỏ. Dù ngày mai tôi không làm nữa, nhưng chiều nay tôi vẫn đi phát quà như bình thường. Tôi sẽ tới Bệnh viện Thủ Đức và báo cáo lại cho mọi người. Đặc biệt, vào ngày giỗ tổ nghề tới đây, tôi sẽ để bánh hai bên đường phát cho mọi người, coi như phần quà giỗ tổ. Hôm qua, khi biết tôi tặng bà con 5.000 bánh trung thu, có một công ty cũng gửi tặng tôi thêm 1.500 bánh. Vì vậy nên tôi sẽ cấp tốc phát cho bà con trong 1-2 ngày tới. Còn việc phát lương thực, tôi xin phép làm hết hôm nay rồi ngưng. Tôi xin nhắc lại, tôi ngưng phát lương thực từ hết hôm nay. Còn bánh, thuốc men, đồ y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ, bình oxy, vitamin C, nước trái cây, hoa quả, tôi vẫn gửi hết cho tuyến đầu trong 1-2 ngày tới. Người nhận sẽ tự chia và chụp hình gửi về cho tôi để đăng lại cho công chúng xem.
Mạnh Thường Quân nào gửi đồ đến thì tôi nhận, chứ không lẽ trả lại. Nhận rồi thì tôi phải đem phát ngay, chứ nhà tôi ăn hết được từng ấy tấn gạo à. Thậm chí những người khuân phát cho tôi cũng là Mạnh Thường Quân. Họ thương nên đến giúp tôi phải mang ơn họ. Các bạn hãy nhìn rõ đi, người ta đang gồng mình lên khuôn đồ đây, đó là tấm lòng của người ta. Tôi vẫn phải nhắc lại tiếp, nhắc lại 7.000 lần, rằng tôi không quyên góp tiền làm từ thiện, tôi tự làm, có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Tôi phải cởi khẩu trang ra để mọi người nhìn rõ mặt tôi đây. Trong 2 tháng qua, từ ngày tôi bắt đầu làm từ thiện tới giờ, tôi đi tới đâu cũng livestream tới đó để mọi người biết tôi trao hết cho người nghèo, không giữ lại gì. Tôi lại phải nhờ người ta vào viện phát từng phần cho mình, cũng rất khó khăn. Từ hôm nay, tôi xin phép không nhận tin nhắn cứu trợ nữa vì tôi đã ngưng mọi hoạt động từ thiện. Tôi sẽ đi nốt chuyến gạo chiều nay là chuyến gạo cuối cùng. Tiếp đó, Việt Hương chia sẻ lý do ngưng hoạt động từ thiện từ 15 tháng 9. Tôi phải ngưng lại để hồi phục sức khỏe và nghe ngóng tình hình xem như thế nào. Đến hôm nay, chân chồng tôi vẫn sưng ngày một to hơn, nặng hơn, đau lắm nhưng vẫn cố đi. Cuối cùng, Việt Hương giải thích lại với khán giả về quá trình phát quà của cô. Tôi cũng nói rõ lại, tôi đi vào vùng xanh để đồ nhờ và nhờ người vùng xanh đó bê đồ tới vùng đó giúp mình vì tôi không được vào vùng đó. Đó là kinh nghiệm làm từ thiện suốt hơn 2 tháng qua. Đi hết 10 mấy quận của tôi, một số người chỉ ngồi nhà, không làm từ thiện bao giờ nên không biết, cứ chỉ trích tôi. Những người ở vùng xanh cũng có tâm mới ra nhận đồ giúp tôi, chứ ai hơi đâu rảnh mà làm. Tôi đi phát quà thế này là tới cả bệnh viện, nhà xác nên mọi người đừng gần tôi, rất nguy hiểm. Tôi quay cho mọi người thấy, dù là chuyến cuối cùng nhưng tôi vẫn phát đầy đủ lương thực, nước tương, nước mắm cũng vài loại. Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không kêu gọi quyên góp tiền trong và ngoài nước. Suốt hơn 2 tháng qua, tôi có bao nhiêu làm bấy nhiêu nên không được chỉnh chu. Ngày cuối này tôi còn bao nhiêu phát hết, nên hơi tá lả một chút. Dù là ngày cuối cùng, nhưng rất nhiều bà con vẫn yêu mến Việt Hương nên vừa thấy cô tới đã ngồi ra xem, khiến cô phải giải thích cho công an khu vực hiểu. Ngoài Việt Hương thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ xin tạm dừng làm từ thiện. Thật trùng hợp, cùng với thời điểm này, bà Phương Hằng cũng rút lui khỏi toàn bộ mạng xã hội. Liệu rằng, có phải bà Phương Hằng đang đối mặt với một vấn đề nào đó hay không? Trong buổi phát trực cuối, CEO Đại Nam đã khóc nức nở, cho rằng mình dừng chuyện này lại là vì sự an toàn cho gia đình và tán thán không có một cơ quan pháp lý nào đứng ra ủng hộ bà hết. Chính vì thế, bà Nguyễn Phương Hằng cảm thấy bất an nên mới rút lui. Cùng chờ đợi xem bà Phương Hằng phản ứng ra sao khi đã xuất hiện người đầu tiên tố bà ra cơ quan pháp luật nhé. Video đến đây là hết.